Xin kính chào quý vị trở về với chương trình 24 giờ địa ốc của tuần này. Thì chắc mình nói tiếp tục về cái in detail, về sâu hơn về cái đề tài mà làm sao mà mình kiếm được một người thân mình tốt. Dạ, tại vì tuần trước mình nói thì em cũng có những cái phone call người ta hỏi cũng khá nhiều. Vậy mình bữa nay mình nói sâu hơn đi ha. Thì tất nhiên xui thì vẫn bị, dù mình có try cái ý đến bao nhiêu, xui thì vẫn bị như thường. Nhưng at least mình có chuẩn bị trước, mình đã giống như là mình đã screen người ta the best mình có thể rồi, mà chuyện nó xảy ra thì phải chịu thôi. Nhưng mà em nghĩ cái percent, cái phần trăm nó sẽ ít hơn là mình không có chuẩn bị gì cả. Thì có hai cái lựa chọn đúng không anh Lên? Một là làm sao kiếm được người thân hình tốt, một là mình tự mình kiếm, hai là mình mướn một company, nó gọi là property management, họ kiếm, họ screen cái người tenant cho mình. Thì tất cả những cái đó đều bắt đầu bằng cái đơn của người ta, từ cái đơn xin thuê người ta, application của người ta. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Thì thưa quý vị, theo Linh nghĩ á, mình làm cũng được, hoặc là mình nhờ một cái đơn vị thứ ba, cái third party nó làm cho mình cũng được. Nhưng làm thì mình xếp được tiền, còn đúng rồi, họ làm họ phải charge tiền. Mà mấy cái đó thông thường thưa quý vị chỉ cần điền đơn, và cái quan trọng là check credit. Dạ. Yeah. Thì khi bây giờ mình go step by step đi cho quý vị thính giả có thể nắm bắt được. Thứ nhất là mình bắt buộc phải điền một cái application. Đúng rồi. Thì trong cái application đó thì nó sẽ coi, mình sẽ có những cái câu hỏi giống như là cái credit check nè, phải không? Cái họ có good credit không? Họ sẽ làm cái job hiện tại bao nhiêu lâu rồi? Đúng rồi. Cái đó cũng quan trọng, tại vì nếu họ có job thì họ mới có tiền trả. Tiền trả, tiền nhà. Và đấy, thưa quý vị, và người quá trình lịch sử người ta đi mướn nhà như thế nào? Dạ. Thí dụ giống như là người ta mướn, người ta sẽ, mình sẽ đòi hỏi là cái địa chỉ và tên chủ nhà mà bạn vừa mướn là ở đâu, tên gì, số phone gì, để chúng ta có thể gọi verify. Dạ đúng rồi anh Linh, thì cái đó trong những cái rất là quan trọng. Đúng tại rồi. Vì cũng như là mình apply credit score vậy thôi ha. Dạ. Cũng check mình thử coi là mình có bao nhiêu cái nợ, có trả nợ, có lấy cái nào không. Thì cái đó là cũng tương đương như là run cái request application gì đó. Yeah. Nhưng một cái rất là quan trọng nữa trong đó là những cái mà quý vị nên nhớ là pet, vậy có thú vật không? Chờ thú vật, dạ vâng. Thì cái pet cũng là cái quan trọng. Thí dụ rằng một con pet 3-4 pound khác và con pet 80 pound nó khác rất là đúng nhiều. Rồi. Dạ vâng. Xong tại vì có nhiều chỗ đó require là pet không có được quá khoảng 40 pound hoặc 50 pound. Thì mình cũng nên có những cái standard đó để cho mình protect cái property của mình. Nếu mình là chủ nhà mà nói là tôi không muốn chỗ này cho pet qua 50 pound thì make sure mình viết trong cái report mình thôi, biết những cái đó thì mình tránh những cái application mà người có những con thú vật bự như vậy. Có một câu em nghĩ cũng cần thiết nên bỏ là cái câu có bao giờ mình bị eviction ra khỏi căn nhà nào chưa? Đúng rồi, không? Là lý do vì sao bị đuổi ra. Dạ. Phải không em? Dạ. Và thưa quý vị, có một cái vấn đề vô cùng quan trọng là những cái yếu tố về tài chính. Thí dụ, thẻ credit card mình xài bao nhiêu, saving bao nhiêu, checking mình có ra sao. Thì những cái đó khi mà có yêu cầu thì mình phải đòi hỏi người ta trưng ra cho mình biết. Thí dụ không thể nào mà nói tôi muốn nhà nhưng mà check credit, check cái bank statement mình không có tiền trong. Thì làm sao mà có tháng đầu, tháng cuối deposit để giữ chỗ và trả sau này. Và cái kế tiếp là mình phải run credit của cái người mướn nhà. Thì có những cái website nó cho mình run free giống như là Equifax. Nó có thể cho mình run free cái credit của người đó. Rồi trên cái credit nó sẽ show cái điểm tín dụng của người ta. Người ta nợ nhiều hay ít. Có những trường hợp là người ta có rất là nhiều nợ thẻ tín dụng. Và người ta trả thẻ tín dụng rất là nhiều lần. Thì những cái người thanh nền như vậy mình cũng nên reconsider. Đúng rồi, vô cùng cẩn trọng. Tại vì hoặc là những cái giống như họ mới khai bankruptcy. Đúng rồi. Dạ. Và những cái lý lịch
cái record về tội phạm nữa. Thí dụ có những người khi mà qua vô là mình thấy là tội ăn trộm, ăn cắp hoặc là những gì bị tù đầy là mình phải tránh xa. Cái đó nó gọi là run background check phải đúng không rồi. Anh? Dạ, đúng rồi. Thì run background check á, nó có cái công ty đặc biệt để nó làm cái đó. Em có coi trên mạng thì có một hai cái company nó gọi là Starpoint hoặc là Screening Works là nó chuyên về run background check của người ta. Thì quý vị cũng có thể lên trên internet quý vị nhấn thử và coi những cái, tất nhiên là nó phải charge mình một cái lệ phí nhỏ nào đó rồi. Đúng rồi. Trên cái background check này nó sẽ show người tenant bị bao nhiêu cái eviction. Có nghĩa là họ bị không trả tiền nhà và bị người ta trục xuất ra khỏi nhà bao nhiêu lần. Nó sẽ show luôn cái criminal record. À, wow. Như anh Linh nói đó, cái đó rất cũng là quan trọng đó. Còn được đó, như là public record luôn em mình hả? Criminal record thực cũng là một cái, nó gọi là public record thì nó cũng là một cái chúng ta nên dè dặt. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Để mà screen và... một cái người tenant good. Mình phải nói chuyện với những chủ nhà trước đó mà. Ừ. Không? Người ta phải khai ra thì mình sẽ hỏi những cái câu hỏi với người chủ nhà đó. À, anh có biết người này không, lý lịch người ta sao, chả có đúng ngày đúng giờ không, các bạn đó phải nói rồi có pet không, đó là những cái câu hỏi mà mình phải hỏi. Mà một cái quan trọng hơn nữa là quý vị mà run những cái này là make sure cái người tenant biết là mình run khoe của họ nha. Mình phải cho họ ký một cái authorized form đàng hoàng là mình đồng ý cho mình không phải mình nó cho một công ty nào đó mình đúng rồi check cái background hoặc là run credit check là rất là quan trọng. Thường á em mình biết là cái tenant background credit check này á mình có thể làm online á, nó cost less than hình như 80 đồng. Cũng tùy theo cái website anh mình thì có nhiều website có 80 đến 100. Thì nó sẽ cho mình full report luôn về credit report và cái background check luôn. Và cái cuối cùng thưa quý vị là mình phỏng vấn trực tiếp với người thuê nhà. An Bình nói thêm về điều đó đi. Thường thường khi mình nói chuyện với một người á, mình cánh mắt người ta, cái cử chỉ hành động người ta mà có thể mình không biết 100% về con người ta. Nhưng chắc em nghĩ khi mình nói chuyện với người mình cũng sense cảm giác được một cái phần nào đó là người ta là người sao, có đàng hoàng không. Đúng không? Và thưa quý vị, khi phỏng vấn người đi thuê nhà, đây là những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi người ta. Thí dụ, bạn có chó mèo hay không? Con chó nó hay con mèo nó lớn hay nhỏ? Vấn đề nhiều người rất là cẩn trọng trong vấn đề chó mèo. Vì sao? Allergy, những cái lông chó, lông mèo. Ngoài cái chuyện nó phá nhà, phá cửa ra, những cái lông chó, lông mèo có khi làm ảnh hưởng những người sau này. Dạ vâng. Đó là rất là quan trọng. Với lại xung quanh nữa, những người xung quanh, tại vì có nhiều, ví dụ mình own cái apartment á, một cái cung chung cư thì đương nhiên những cái nhà nó sát nhau thì con chó, mèo nó làm phiền cái người neighbor. Đúng hơn. Rồi, cũng phải cẩn thận cái đó. Và là hút thuốc. Đúng rồi, hút thuốc. Yes, đó là quan trọng quý vị. Khi mà mình hút thuốc trong nhà giống như nó bám lâu lắm. Mình có đi ra rồi nó vẫn cái mùi thuốc nó vẫn còn. Và thưa quý vị nhớ hỏi một câu. Thí dụ mình nói ồ trong nhà có bao nhiêu người ở chung, con cái thí dụ bao nhiêu người, và nhớ hỏi thêm. Thí dụ nhà người ta chỉ có 4 người là 4 phòng đúng không? Dạ. Mà nhà mình 5 phòng, như vậy cái phòng trống đó có nhiều khả năng là sẽ có một người tenant, một cái người mà share phòng vào. Dạ vâng. Mình phải hỏi điều đó. Dạ vâng. Thì nó có câu hỏi là như là đây là người mướn đó có cái tenant là có thể có tính mướn trong những cái phòng đó ra in the future không? Dạ. Có những câu hỏi rất là hay. Và nhớ lúc nào always phải ký lease agreement nha quý vị. Đúng không rồi. Có thể nói chuyện bằng miệng, không thể mà làm tin nhau bằng miệng được, lúc nào cũng phải có lease agreement. Và em nghĩ mình có thể kết thúc đề tài ở đây, tại vì mình có vài căn nhà mình muốn gửi đến quý vị đó. Căn nhà thứ nhất là một căn nhà ở Milpitas, fixer upper, có nghĩa là nhà trong tình trạng rất là tệ. Quý vị nào có muốn invest
hoặc là quý vị nào có nhu cầu có thể có tiền để remodel thì cái này rất là một cái nhà tốt cho quý vị. 3 phòng ngủ 1 phòng tắm 1.000 square feet ở khu Milpitas. Họ muốn bán là khoảng là 830. Cái này là họ muốn bán off market. Dạ. Hình như Sunny cũng có một căn nhà off market. Có dạ vâng, đây là căn nhà khu 95121 gần bên Paloma Shopping Mall gần Target đó. Thì là một cái nhà này trên 1.900 square feet, đất là gần như là 8.000 square feet, 5 phòng ngủ 3 phòng tắm, original condition. Là fixer upper. Nó không tương như là fixer upper, là original condition là vẫn sống được, vẫn bình thường được, nhưng mà nó không có tân tan mới thôi. Thì cái nhà này cũng đang bán off market chừng 925.000. Thưa quý vị, anh em chúng tôi có những cái property, những cái nhà cửa, những khu thương mại sẵn sàng phục vụ quý vị. Xin quý vị gọi những cái số phone đã xuất hiện trên màn hình để anh em chúng tôi có dịp phục vụ quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 24 giờ với Địa Ốc tuần tới. Xin kính chào quý vị.